Dạ đẹp. Tới hôm nay đốt pháo bông á, con với nó cùng chạy ra đốt. Xong hả, con chạy về hướng nhà, nó chạy về hướng rừng, nó chạy xuống sông luôn. 2 giờ về người nó ướt nhẹp đen thồ lùi sình không. Nó mới về hả? Dạ, 1 giờ mấy gần 2 giờ nó mới về. Chắc nó chạy xuống sông nó bơi luôn á cô. Dạ. Nó phải con chó nó phải tắm vậy nè. Nó xuống sông nó trốn á. À, nó nghe nổ quá, nó sợ rồi. Vâng. Thế là nổ lai rai. Tại nó sợ tiếng nổ luôn á. Nên hết một giờ mấy hết đốt rồi nó mới... Nãy con mới gái con rủ vô ăn bữa nay... Cá rồi con thở oxy trống ra. Cá ừ, khác thôi cả. Cá thì nó sao bữa nay thấy hàng nó ít vậy con? Đây tôm chì có, tôm chì có sức sống mãnh liệt đây. Đây. Sống xanh tôm chì nha. Dạ, cũng được. Đó. Ừ, cái bên này. Ừ.